triệu chứng lâm sàng ở người mắc COVID-19 theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế. Ngày 14 tháng 7 năm 2021, Bộ Y tế ban hành quyết định 3416 về việc hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng virus corona mới SARS-CoV-2. Theo nội dung trong quyết định số 3416, một số trường hợp mắc COVID-19 có biểu hiện lâm sàng như rối loạn khứu giác hoặc tê lưỡi, một số người mắc COVID-19 không có triệu chứng, người mắc COVID-19 có thời gian ủ bệnh từ 2 đến 14 ngày, trung bình từ 5 đến 7 ngày. Ở giai đoạn khởi phát, người mắc COVID-19 có những triệu chứng hay gặp là sốt, ho khan, mệt mỏi và đau cơ. Có thể bị đau họng, nghẹt mũi, chảy nước mũi, đau đầu, ho có đờm, nôn và tiêu chảy. Ngoài ra, một số trường hợp có biểu hiện rối loạn khứu giác hoặc tê lưỡi. Quyết định số 3416 cho biết hầu hết người bệnh, khoảng hơn 80%, chỉ sốt nhẹ, ho, mệt mỏi, không bị viêm phổi và thường tự hồi phục sau khoảng 1 tuần. Tuy nhiên, một số trường hợp không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng nào. Khoảng gần 20% số bệnh nhân diễn biến nặng, thời gian trung bình từ khi có triệu chứng ban đầu tới khi diễn biến nặng thường khoảng 5 đến 8 ngày. Các biểu hiện nặng gồm viêm phổi nặng cần nhập viện, trong đó khoảng 5% cần điều trị tại các đơn vị hồi sức tích cực với các biểu hiện hô hấp cấp, thở nhanh, khó thở, tím tái, sốc nhiễm trùng, suy chức năng các cơ quan bao gồm tổn thương thận và tổn thương cơ tim dẫn đến tử vong. Đồng thời, người mắc COVID-19 còn có thể có biểu hiện như hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển, rối loạn đông máu, tổn thương vi mạch gây huyết khối và tắc mạch, viêm cơ tim. Tử vong xảy ra nhiều hơn ở người cao tuổi, người suy giảm miễn dịch và mắc các bệnh mãn tính kèm theo. Ở người lớn, các yếu tố tiên lượng tăng nguy cơ tử vong là tuổi cao. Thời kỳ hồi phục ở người mắc COVID-19 cũng theo hướng dẫn của quyết định số 3416 sau giai đoạn toàn phát 7 đến 10 ngày. Nếu không có hội chứng suy hô hấp cấp nặng, bệnh nhân sẽ hết sốt, các dấu hiệu lâm sàng dần trở lại bình thường và khỏi bệnh. Hiện nay, chưa có bằng chứng khác biệt về các biểu hiện lâm sàng của COVID-19 ở phụ nữ mang thai. Ở trẻ em, đa số trẻ mắc COVID-19 có các biểu hiện lâm sàng nhẹ hơn ở người lớn hoặc không có triệu chứng. Các dấu hiệu thường gặp ở trẻ em là sốt và ho, các biểu hiện viêm phổi nặng dẫn tới tử vong. Tuy nhiên, một số trẻ mắc COVID-19 có tổn thương viêm đa cơ quan tương tự bệnh Kawasaki như sốt ban đỏ hoặc xung huyết giác mạc hoặc phù nề, niêm mạc miệng, bàn tay, chân, suy tuần hoàn, các biểu hiện tổn thương chức năng tim, rối loạn tiêu hóa, rối loạn đông máu và tăng các chỉ số viêm cấp. Vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, hãy thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.